Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn tịnh lự chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tám giải thoát chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn giải thoát không chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bậc cực hỷ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc phiễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn năm loại mắt chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn sáu phép thần thông chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn Tam Ma Địa chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn Đà La Ni chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn 10 lực Phật chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết Bàn.